Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên đề chính sách pháp luật. Nội dung chuyên đề kỳ này có những thông tin sau. Quy định mới đối với người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn. Triển khai thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa. Sau đây là nội dung chi tiết. Đón Tết này, ông Lê Văn Hồng, người hoạt động không chuyên trách tại văn phòng đảng ủy phường 6, thành phố Cà Mau, phấn khởi hơn khi được nhận phụ cấp tương xứng với trình độ chuyên môn. Thì được sự quan tâm của các cấp lãnh đạo thì bản thân cũng nhận thấy được rằng nghị định 33 và nghị quyết 25 của Hội đồng nhân tỉnh thời gian qua thì bản thân cũng rất phấn khởi, vui mừng trong công tác. Thì mức phụ cấp chế độ hàng tháng thì hưởng hiện nay thì tương đương với mức lương bậc 1 của cán bộ công chức hiện nay. Thì được sự quan tâm của các cấp lãnh đạo trên thì bản thân cũng rất phấn đấu, vui mừng trong công tác thời gian tới để đạt hiệu quả hơn. Thực hiện cái nghị quyết số 23 ngày 10 tháng 10 năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau về quy định cái chức danh và một số chế độ chính sách của người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn. Thì qua đó thì đơn vị phường 6 được Ủy ban thành phố giao là 20 cái người hoạt động không chuyên trách. Thì qua triển khai thực hiện thì đối với tinh thần của anh em là phấn khởi, vì lý do là cái mức phụ cấp cho cái người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường cũng như ở á khốp thì nó có phần tăng lên, thì góp phần là anh em là làm việc tích cực hơn, hoàn thành nhiệm vụ tốt hơn. Thực thi nghị quyết số 33 năm 2023 của Chính phủ ngày 10 tháng 10 năm 2023, Hội đồng Nhân dân tỉnh Cà Mau ban hành nghị quyết số 23 quy định chức danh và một số chế độ chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và ở ấp khóm trên địa bàn tỉnh Cà Mau. Ngày 20 tháng 12 năm 2023, Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau ban hành quyết định số 39 quy định về quản lý sử dụng đối với từng chức danh người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh. Những quy định này phân cấp mạnh cho cơ sở trong việc tuyển chọn, quản lý, sử dụng người hoạt động không chuyên trách. Thì theo như nghị định 33 Chính phủ, rồi đó là quyết định 39 của Ủy ban Chủ tịch Ủy ban tỉnh thì ngoài cái khung cứng, số lượng khung cứng được giao theo hàng năm thì đối với những đơn vị mà có quy mô tăng dân số so với quy định, rồi quy mô diện tích so với quy định nếu có tăng thì ở cái khối lượng tăng, cái số lượng tăng nhất định thì sẽ được tăng thêm một công chức hoặc là tăng thêm một số lượng một người hoạt động không chuyên trách. Cái về cái cơ chế quản lý á thì báo với anh đây là cái điểm hết sức mới và hết sức đặc biệt và có tác dụng rất lớn, đó là về quản lý sử dụng, đánh giá, xếp loại khen thưởng và kỷ luật đối với những người hoạt động không chuyên trách thì cái cơ chế quản lý giống như quản lý đối với cán bộ công chức cấp xã. Một trong những điểm mới quan trọng liên quan đến người hoạt động không chuyên trách là mức phụ cấp hàng tháng. Cụ thể, người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã được hưởng phụ cấp hàng tháng bằng 1,6 lần mức lương cơ sở. Trường hợp người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã có trình độ chuyên môn nghiệp vụ trung cấp, cao đẳng, đại học thì được hưởng mức phụ cấp hàng tháng bằng với mức lương bậc 1 của công chức cấp xã có cùng trình độ đào tạo. Các chính sách chế độ mới thể hiện sự quan tâm đặc biệt của Trung ương, của tỉnh đối với lực lượng cán bộ công chức và những người hoạt động không chuyên trách ở nằm trong cái hệ thống chính trị cơ sở. Thì các văn bản mới này quy định là trước đây thì nó không có rõ lắm, nhưng hiện nay những văn bản này quy định về điều kiện, về tiêu chuẩn chuyên môn phải phù hợp với chức danh đảm nhiệm, qua đó thì giúp nâng cao cái chất lượng nguồn nhân lực. Thêm một trong những điểm mới đối với từng chức danh người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Cà Mau là quy định cụ thể hình thức bầu cử, tuyển chọn hoặc tuyển chọn các chức danh không chuyên trách thông qua hình thức xét tuyển. Riêng trong thực hiện xét tuyển, quyết định số 39 năm 2023 của Ủy ban Nhân dân tỉnh nêu rõ, căn cứ vào số lượng, yêu cầu nhiệm vụ, tiêu chuẩn của từng chức danh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp xã thống nhất với đảng ủy cùng cấp báo cáo xin ý kiến phòng nội vụ trước khi ban hành kế hoạch xét tuyển.
Thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời có khoảng 35.000 dân thường trú và 15.000 dân tạm trú. Dân số gấp đôi một xã loại 1, nhưng số cán bộ công chức tương đương một xã loại 1. Thực tế số lượng nhân lực hiện nay rất khó để quán xuyến cả địa bàn rộng lớn và đông dân. Nhân lực hiện nay thì không thể đáp ứng được cái yêu cầu công việc mà cái nhiệm vụ giải quyết cái khối lượng công việc của người dân, kể cả là giải quyết cái thủ tục hành chính, giải quyết các cái công việc phát sinh hàng ngày đối trên địa bàn thị trấn. Vì thị trấn Sông Đốc hiện nay là so với các xã thị trấn khác thì chỉ tương đương thôi. Số lượng biên chế công chức thì kể cả là cán bộ không chuyên trách, chuyên trách cũng bằng với là cấp xã loại 1. Do đó thì gặp rất nhiều khó khăn. Nghị định số 33 năm 2023 của Chính phủ, quyết định số 39 năm 2023 của Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành. Nếu áp dụng, số lượng người hoạt động không chuyên trách và công chức tại thị trấn Sông Đốc sẽ tăng. Hiệu lực quản lý nhà nước sẽ được nâng lên. Gần đây thì có tiếp cận được nghị quyết 23 của Hội đồng Nhân dân tỉnh, nghị quyết 44 của Hội đồng Nhân dân tỉnh về cái người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn, ấp, khóm. Nghị quyết 44 thì về tăng thêm đối với số lượng công chức năm 2024. Thì bước đầu là đối với cái định mức và chi thì theo cái nghị quyết 23 thì chi cho cán bộ không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn cũng như là ở khóm thì thực hiện cái theo cái trình độ chuyên môn học vấn của người hoạt động không chuyên trách. Thì bước đầu là đa phần là ở Sông Đốc thì lực lượng không chuyên trách là đã có học ít nhất là cũng là trung cấp về đại học, nên là anh em được hưởng cái chế độ này cũng tương đối là cao. Bước đầu thì anh em rất là phấn khởi, thì cũng có cái thu nhập nó cao hơn, thì cho nó gắn liền với cái công việc, nên anh em có cái tích cực hơn, có cái mà quyết tâm trong công việc hơn. Mặc dù quyết định số 39 năm 2023 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau đã có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2024, tuy nhiên hiện nay thị trấn Sông Đốc vẫn còn đang đợi hướng dẫn triển khai thực hiện. Thì tuy nhiên thì hiện nay thì đối với nghị quyết 23 và nghị quyết 44 thì cũng chưa được triển khai thực hiện. Đối với số lượng không chuyên trách thì cũng chưa được hướng dẫn để bổ sung, về kể cả công chức thì cũng chưa được bổ sung theo cái nghị quyết 44. Thì thị trấn cũng là kiến nghị đối với cấp thẩm quyền làm sao có cái hướng dẫn, có cái thực hiện sớm nhất đối với nghị quyết 23 và nghị quyết 44 để cho thị trấn cũng như các đơn vị khác là đảm bảo về số lượng để phân bổ cho các cái bộ phận để làm sao mà có cái đủ cái lực lượng để quản lý đối với địa bàn thị trấn. Thưa quý vị và các bạn, ngày 20 tháng 9 năm 2023, Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau ban hành kế hoạch số 231 về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2024. Theo đó, tỉnh sẽ đa dạng hình thức tuyên truyền, phổ biến pháp luật, huy động khuyến khích mọi nguồn lực trong việc tổ chức các hoạt động tư vấn pháp luật cho doanh nghiệp. Mục đích kế hoạch triển khai thực hiện nghiêm túc, đồng bộ, thiết thực, hiệu quả luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa. Nghị định số 80 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa. Nghị định số 55 năm 2019 của Chính phủ và các văn bản có liên quan, kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc về pháp lý, góp phần hạn chế rủi ro nhằm đảm bảo cho doanh nghiệp nhỏ và vừa hoạt động sản xuất, kinh doanh hiệu quả, tuân thủ theo quy định. Xác định rõ trách nhiệm và nâng cao năng lực của các sở ban ngành đoàn thể cấp tỉnh, Ủy ban Nhân dân các huyện thành phố trong việc tham gia tổ chức thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh, góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước và nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh năm 2024. Đảm bảo 100% phản ánh, kiến nghị và hồ sơ yêu cầu tư vấn của doanh nghiệp nhỏ và vừa phải được tiếp nhận giải quyết theo thẩm quyền và quy định. Kịp thời cung cấp thông tin pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, khắc phục cơ bản tình trạng doanh nghiệp gặp khó khăn trong việc tiếp cận, tìm hiểu thông tin pháp luật.
Bên cạnh những cái hoạt động thường xuyên mà các sở ngành, các địa phương phải thực hiện theo kế hoạch của ban tỉnh ban hành trong năm 2024 thì để nâng cao cái hiệu quả công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa thì 2024 Sở Tư pháp cũng sẽ tổ chức cái bồi dưỡng về nghiệp vụ và kỹ năng cho những cán bộ mà làm đầu mối về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp ở các sở ngành rồi và cán bộ pháp chế của các doanh nghiệp để họ có thể nắm rõ hơn về các quy định của pháp luật cũng như cái giải pháp để nâng cao cái hiệu quả hỗ trợ pháp lý doanh nghiệp. Song song đó thì sẽ tăng cường cái việc phối hợp giữa cơ quan nhà nước với các tổ chức đại diện cho doanh nghiệp trong cái việc mà trao đổi thông tin và nắm bắt kịp thời nhanh chóng về cái tình hình hoạt động của doanh nghiệp cũng như là những cái khó khăn vướng mắc của doanh nghiệp để có thể hỗ trợ. Cụ thể là Sở Tư pháp sẽ có cái kế hoạch phối hợp với Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh trong cái việc mà trao đổi thông tin rồi triển khai các hoạt động hỗ trợ pháp lý doanh nghiệp trong thời gian tới. Thực hiện nhiệm vụ được Ủy ban Nhân dân tỉnh giao, Sở Tư pháp sẽ phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng cập nhật dữ liệu, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật, tổ chức tập huấn đưa ra các giải pháp hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, tổ hợp tác, tuyên truyền các chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh đối với sự phát triển của kinh tế xã hội, giới thiệu nội dung các văn bản quy phạm pháp luật mới, các chuyên đề pháp luật trong phạm vi lĩnh vực quản lý của Ủy ban Nhân dân tỉnh có liên quan trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh. Sở Tư pháp cũng sẽ theo dõi và nắm được cái thông tin và kịp thời phát hiện cái những mô hình hoặc cái những cách làm mà sở ngành và các địa phương đang thực hiện trong cái việc hỗ trợ pháp lý doanh nghiệp mà mình thấy hiệu quả, sẽ triển khai nhân rộng để phát huy tốt hơn cái hiệu quả thực hiện. Thiết nghĩ thì điều rất quan trọng đó là doanh nghiệp họ phải có cái sự chủ động trong cái việc mà tự trang bị cái kiến thức pháp luật cho doanh nghiệp và chủ động trong cái việc phòng tránh cái rủi ro về mặt pháp lý để đảm bảo quá trình sản xuất kinh doanh sẽ nó thuận lợi, hiệu quả và tuân thủ đúng theo các quy định của pháp luật. Sở Tư pháp cùng các cơ quan tổ chức có liên quan trong tỉnh thường xuyên trao đổi về những khó khăn vướng mắc và đưa ra các giải pháp tháo gỡ trong quá trình sản xuất kinh doanh, chấp hành pháp luật của doanh nghiệp nhỏ và vừa, xây dựng chuyên mục hỏi đáp pháp luật, tổ chức hội nghị đối thoại về các chuyên đề pháp lý chuyên sâu giữa cơ quan nhà nước có thẩm quyền với Hiệp hội Doanh nghiệp, chuyên gia, người quản lý, điều hành, người phụ trách công tác pháp chế của doanh nghiệp nhỏ và vừa, lồng ghép hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp với việc thúc đẩy doanh nghiệp thực hành kinh doanh có trách nhiệm và tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân. Tổ chức các hoạt động đánh giá, kiểm tra, khen thưởng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp. Chủ đề chính sách pháp luật kỳ này đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại trong chủ đề kỳ sau.